Dương Văn Hào là một trường hợp tuyển sinh khá đặc biệt của Viettel FC khi còn nhỏ. Ở một địa phương từng có truyền thống bóng đá nhi đồng phát triển, tài năng của Văn Hào sớm được thể hiện. Nhưng trên hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp đã từng có những biến cố ngay ở điểm xuất phát với sự giải thể của Hà Nội ACB năm 2012. Thực hư câu chuyện này là như thế nào? Hồi nhỏ thì niềm mê bóng đá của em rất là vì chỉ là thích hay theo các anh các bạn cùng xóm mà hay đá bóng. Nói chung ngày hồi nhỏ thì đá theo kiểu hồn nhiên, kiểu gọi mình chưa, lúc ấy mình chưa biết gì về chiến thuật hay gì, mình chỉ đá theo cái cảm tính của mình nên là mình thấy nó vui, là cảm thấy là mình chơi bóng theo một cách thoải mái nhất. Thì bọn em cũng như những đội khác là cũng đá cho các đội trẻ của huyện rồi lên thành phố, rồi xong bắt đầu mình vào ăn ở tập trung cùng nhau trong một đội đấy, xong rồi cứ sinh hoạt theo từ các lứa U nhỏ lên dần, lên đến U15. Lúc ấy là bóng đá Thái Nguyên bắt đầu cũng phát triển so với những tỉnh thành khác là cũng khá là tốt, vì cũng có được sự tài trợ của câu bộ ACB ngày ấy. Vào cuối năm 2012 thì bọn em có nhận được tin là đội sẽ giải thể vì không còn đủ kinh phí để duy trì đội bóng nữa. Và có thầy ở trên Thái Nguyên đã giới thiệu em xuống Viettel. Sự xuất hiện của lò đào tạo bóng đá trẻ Viettel thực sự là một bước ngoặt với sự nghiệp của Dương Văn Hào. Ở thời điểm mà một cậu bé như Dương Văn Hào chưa thể hiểu hết được những hệ lụy của hai từ giải thể ở vệ tinh của Hà Nội ACB tại Thái Nguyên, chàng trai sinh năm 1997 đã thực sự biết nắm bắt khi có cơ hội thể hiện trước các tuyển trạch viên của Viettel ra sao. Thật sự lúc bọn em giải thể thì lúc đấy là bọn em đã được cho về nhà nghỉ 2 tuần rồi mới bắt đầu cho xuống đây thử. Giờ đấy xuống đây là bọn em thử riêng, có ở Thái Nguyên có em với cả hai anh nữa đi xuống cùng nhau xuống và thử kiểu riêng, tập xuống đây tập cùng đội luôn chứ không đi theo vệ tinh gì. Ngày đầu tiên xuống đây thử thì thật sự là mình không có cảm giác bóng, cũng như kiểu không biết đá bóng ấy. Nhưng may sao là lúc ấy thầy ở Thái Nguyên có xin các thầy ở trên này là cho thêm vài ngày để lấy lại thể lực mới là trạng thái để thử tiếp, thì mới biết là mình ở lại thêm mấy ngày nữa. Còn trước lúc đi là chỉ xuống đây là thầy chỉ bảo là thử có một buổi chiều thôi là xong rồi về. Kỷ niệm chắc mấy ngày đấy thì rất là mệt, vì phải theo cái giáo án tập của các thầy cho. Mệt theo kiểu sợ luôn, kiểu chưa bao giờ mình tập một cái bài tập nào nó mệt như vậy. Mệt quá mình đối về ngủ không ngủ, mệt quá. Khi mà ở Thái Nguyên thì bọn em sinh hoạt các thứ mà nó rất là thoải mái, cũng như là nó không nghiêm ngặt như ở dưới này. Theo sau khi xuống đây thử thì ở vài ngày thì bọn em thấy cái sự khác biệt ở dưới này là nó có một cái kỷ luật cũng như là chặt chẽ trong sinh hoạt ra sân. Nên mình rất là bỡ ngỡ, xuống nhộn nhịp các môn, nó cũng có ở đấy, nó cũng có vật cả cử tạ kiểu đền kinh. Đầu xuống thì cũng có các bạn các anh cũng giúp rất nhiều, cho mượn quần áo tập mấy cũng như là giày tập. Cuộc sống thì lúc đầu xuống thì cũng hơi rụt rè, ngại mọi người, chưa quen ai. Sau dần dần thì cũng thấy mọi người hòa đồng và mình bắt đầu thấy quen và thấy thích thú. Văn Hào từng bước chứng minh tài năng ở các đội bóng trẻ của Viettel, rồi cùng U20 Việt Nam vinh dự giữ giải U20 thế giới. Nhưng rồi anh lại được nhắc tới nhiều hơn với chấn thương rợn người khi đang trên đà phát triển. Dù từng bị nghi ngờ khả năng trở lại đỉnh cao, nhưng Văn Hào đang ngày càng nỗ lực để rồi giờ đây ít nhiều chiếm được niềm tin, có được nhiều cơ hội xuất phát trong màu áo các nhà đương kim vô địch V-League Viettel FC. Dương Văn Hào thích nhiều tiền đạo thế giới nhưng không thực sự thần tượng một ai. Còn ở Việt Nam, lối chơi của một cầu thủ từng là người cũ của Viettel khiến anh thực sự bị thuyết phục. Ảnh hưởng của em thì em nghĩ là chắc cũng thầy có từng giai đoạn chắc lúc đầu em xuống đây từ người ảnh hưởng chắc là thầy Phương Nam. Giai đoạn đấy thật sự em còn chơi bóng rất là kém, vì xong rồi thầy đã tạo cho em rất nhiều cơ hội được thi đấu. Xong đến hết cái giai đoạn đấy thì đến sau này đến lúc bác Dũng rồi thầy Biên rồi đấy, mọi người đã giúp em tiến bộ hơn. Em thích lối đá của anh Văn Quyết là vì lối đá của anh ấy rất là thông minh, vì trong những pha xử bóng, che chắn bóng cũng như là xử lý bóng rất là tinh tế, rất là nhẹ nhàng, khiến mình rất là thích. Văn Hào đã trải qua nhiều biến cố và có lẽ giờ là lúc chàng trai người Thái Nguyên muốn mọi người nhắc tới mình không phải chỉ ở những câu chuyện về chấn thương, khó khăn nữa. Văn Hào đang trở lại và ban huấn luyện Viettel FC nhìn nhận ra sự nỗ lực của anh để trao thêm nhiều cơ hội. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.